Xin chào tất cả các anh em đã quay lại kênh của em á. Thì hôm nay em khui một cái kiện hàng. Đây là của một bạn ở Thường Tín Hà Nội gửi tặng cho em ha. Đây hàng không đồng nha. Đây, đây hàng không đồng nha. Thì đây là cái nắp bắn cá anh em. Thì em quay để em review cho anh em xem. Em test thử ok, nếu mà ok thì em sẽ đem về để phục vụ anh em nha. Đây là cái mẫu anh em. Có rất là kỹ nha nè. Đây ở trong này nó mới là cái cây má này. Đứng đầu. Rồi. Ok. Cái này là sử dụng dây 4 nha nè, dây 4 nha. Đây có hai mũi tên đi theo. Mấy cái đầu mũi tên luôn. Đây, làm bộ của nó. Rồi hết, dụng cụ đây. Mũi tên này. Bạn này tặng cho mình khá nhiều á. Mũi tên này sử dụng bắn cái náo VIP 12 nè nè, bắn cái náo VIP 12. Để gắn vô thử thôi. Đây. Cái này để kẹp máy bắn cá, kẹp máy bắn cướp. Còn ở đây là bắt trực tiếp vô. Rồi đây chốt đúng một con ốc là xong nè. Cấu tạo cực kỳ đơn giản luôn. Mà nhìn thì khá là sắc nét. Đây cái tay cầm của nó đây nè. Đây ốc vít. Đây là con ngắn. Ồ mấy đứa ơi, ba đang quay clip mấy đứa ơi. Cái tivi. Cái này thì điểm trừ của nó là không có cái bá đằng sau hết, bá tì vai anh em. Này có thể chúng ta sẽ chế thêm bá tì vai cũng được. Tại vì khi mà bắn mà không có bá tì vai thì nó sẽ hơi bất lợi ha. Cái này lấy gì được ta? Sử dụng sao ta? Ủa, to của nó là sao? Như là vô đây. Cái này thì nó sẽ vô đây để mình xem nó cấu tạo nó như nào. Cái mũi tên này là đặt. Cứ kéo về là nó tự cái ra anh em. Kéo về cái này trước. Đây nó có cái lỗ để buộc dây nè anh em, lỗ buộc dây. Mũi tên của nó đầy đủ như thế này nha. Này mà nếu mà đâm mà kéo mà cá nó quẩy mạnh có thể nó tuột ra đó. Để mình thử vào một cái đầu khác thử như nào ha. Đây nếu mà nó được cái đầu như thế này thì mới là ngon nè anh em. Không biết nó có vào vừa cái đó không. Được cái đầu như vậy mới là ngon nè anh em. Nhưng mà nó dày thì không biết. Được anh em, được. Được nha. Bây giờ chúng ta bóc vào để lấy cái này này. Để chúng ta sẽ xóa cái này vô. Mình vướng rồi. Vướng rồi anh em ơi. Như vậy muốn chơi cái mũi này thì chúng ta sẽ phải mài bớt hai cái cạnh này, mài bớt hai cái cạnh này vô. Thì khi bắn vô thì nó sẽ găm tới đoạn này thì tự nó sẽ mở ra, chỉ cần để một tí thôi anh em, không cần để quá cái cạnh này nó hơi ra nè, anh em thấy không? Cái đầu này nó hơi ra rồi. Đây mình thấy là chỉ cần mài một xíu thôi, chỉ cần mài hai cái cạnh này một xíu thôi, không mài nhiều đâu anh em. Nó xếp vào đây được là nó sẽ đi được nè. Đây thì buộc phải chơi cái mũi này rồi. Buộc phải chơi mũi này. Rồi ok, bây giờ mình bắt con vít này vô, mình ra bắn thử cho anh em xem nha.
tạo cực kỳ đơn giản nha. Rồi theo chúng mình nha. Chúng ta sẽ bắn thử cái mục tiêu là cái chai dầu gội này nha anh em. Thì chúng ta sẽ bắn tầm vài mét thôi, tầm 5 mét thôi để xem nó đi có chuẩn. Mũi tên đi có thẳng không? Quan trọng là mũi tên đi thẳng thôi anh em. Nếu mũi tên đi thẳng thì anh em có bắn tới 10 mét thì nó cũng mười mấy mét thì cũng vẫn bình thường nha. Rồi, cái mũi tên nó đã ăn vào đây ngon lành rồi anh em, vô cò rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo thử cái này. Một chân chúng ta đạp vào đây. À cái tác dụng của cái chỗ kia là để đạp anh em ạ. Móc vào ngạnh nhựa này. Móc vào cái ngạnh nhựa này. Đó nè, sau khi mà lên cò thì nó sẽ như thế này. Ồ, rất là đầm tay anh em, nhẹ lắm luôn á. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn thử nha anh em. Bắn thử nha. Ôi, mạnh lắm anh em ạ. Rất mạnh luôn anh em ạ. Bay mất cái chai rồi. Mạnh lắm nha anh em. Ôi, quá mạnh luôn em ơi. Thẳng đó, đi thẳng đó anh em. À, đâm nè. Lực nha anh em, cái này chuẩn á, bảo đảm anh em luôn. Để mình thiết kế mình gắn thêm ống ngắm đồ các kiểu. Rồi bữa sau mình sẽ test lại cây này cho anh em xem nhé. Cây này ngon nha anh em, bảo đảm luôn. Nó chỉ chê một cái điểm trừ là ở chỗ cái ngạnh này nè. Đây để em coi, hình như cái cây này nó còn có cái điểm này nữa. Là điểm làm gì đây? À cái này là khóa an toàn luôn em, khóa an toàn luôn. Khi anh em bật như vậy là anh em mở nè. Khi anh em vặn đây nè là anh em bóp cò không được luôn nha. Bóp cò không được luôn. Đây nó đang có một cái ray 20. Ray này là ray 20. Ray này có sẵn trên cây này luôn. Ray 20 để lắp laser ống ngắm nha. Rồi ngon lành nha anh em. Thì ở clip này mình sẽ không test laser ống ngắm. Clip sau mình sẽ lên test laser ống ngắm ở cự ly 10m, 15m cho anh em xem nha. Em chào tất cả mọi người nha. Nhớ follow, nhớ đăng ký kênh giùm em nha.